nào, bắt đầu nào, 2, 3. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh, xòe đôi cánh, bướm bướm bay đôi ra vòng, em ngồi xem, em ngồi xem. Kìa, ơ, sao đấy, con đang hát cơ mà. Này, mẹ bảo, khi nãy nhá, mẹ thấy cái clip này mặt con hơi bị nhăn nhó, bây giờ con múa lại đi, sau rồi mẹ quay lại cho tươi, cho xinh nhá. Nào, bắt đầu nào. Con không muốn múa hát nữa đâu. Con gái yêu của mẹ ngoan, bây giờ con chỉ việc hát lại một lần nữa thôi, mẹ quay xinh đẹp lên để cho các cô chú khen. Ngoan, quay xong mẹ cho Moon đi ăn kem nhá. Con không muốn múa hát nữa đâu, con chỉ muốn làm con khỉ đồ trong chương trình thế giới động vật thôi, để con làm cho mẹ xem nhé. Ôi con gái tôi, con gái mẹ sinh như thế này ấy, phải hát bài kìa con bướm vàng chứ giỏi làm con khỉ đột. Này mẹ bảo này, con hát lại một lần nữa đi, một lần duy nhất thôi, mẹ quay nhá. Được chưa nào, 2, 3. Chào hai mẹ con. Anh. Con gái của bố. Hả? Con còn múa hát để mẹ quay clip đi. Này, em lại quay con rồi đăng lên mạng đấy à? Thì hôm trước em có quay con đi biểu diễn thời trang. Đây, anh xem này. Bao nhiêu là người khen rồi thả tim rầm rộ. Nên là hôm nay em bảo con múa với hát để em còn khoe tiếp. Vợ ạ, theo anh thấy thì mình không nên quay con rồi đăng lên mạng nhiều quá đâu, như thế không hay. Anh nữa, con mình nhá, vừa xinh xắn này, dễ thương rồi thông minh, tội gì mà không khoe. Em ý là em đang còn up ít đấy, chứ còn mấy chị cùng cơ quan em gì cái gì cũng khoe. Đây này, nào là con ốm này, con sốt này, rồi con hắt hơi đấy. Con mình xinh xắn lanh lợi như thế này ấy, tội gì mà không đăng lên để khoe hả anh? Môn, mẹ bảo, hay là bây giờ mình không hát bài kìa con bướm vàng nữa, mà mẹ con mình đổi sang chị ông đâu và em bé nhá. Con không muốn hát nữa đâu, con muốn làm cho con khỉ cơ. Thôi, bây giờ như này nhá, nếu mà không có gì để cho em đăng lên mạng thì em khó chịu đúng không? Mà bây giờ con gái của chúng ta thì lại không muốn múa hát. Thôi thì em quay anh đi, em đăng lên mạng khoe chồng cũng được. Em quay anh á? Ừ. Thôi em xin chồng ơi, bây giờ em mà quay anh rồi em đăng lên mạng á, người ta lại tưởng là vợ chồng mình uống nhầm thuốc, rồi ai dám ló mặt ra ngoài được. Thôi, để em quay con gái thôi. Con gái, thế cái trò con khỉ lúc nãy mà con vừa mới nói ấy, con cái trò con khỉ đó như thế nào? Con dạy bố làm với. Bố con mình cùng làm con khỉ nào? Như này à? Ôi, hai cái bố con thế này. Ông bướm xinh đẹp thì không làm, cứ thích làm con khỉ. Chịu đấy. Kệ bố con tôi. Thôi rồi. Con khỉ hay con nhỉ? Đây. Diễn đi em quay nào. Nào. Này. Mẹ. Ừ. Dạ. Thế sao rảnh rỗi mà không làm những cái việc khác đi mà lại ngồi bấm điện thoại xong lại cười thế này? Đây mẹ, con cầm điện thoại là con up ảnh và up clip của bé Moon lên mạng. Đây mẹ nhìn này, con mới up được 5 phút mà đã được 300 tim rồi, mẹ nhìn này. À, cái tim như thế này là người ta thích ấy hả? Đúng rồi ạ, tại vì là bé Moon nhà mình được mọi người quan tâm, cho nên là con vừa mới update một cái là đã có tương tác luôn. À, tức là con đăng lên là bé Moon là vừa múa này, vừa hát này, rồi vừa ăn cơm, đấy, vừa học bài. Nói chung là tất cả những hoạt động của bé Moon nhà mình là con đều đăng hết. Thế là người ta thả nhiều tim như thế là có nghĩa là người ta thích bé Moon nhà mình đúng không? Dạ. Mẹ ơi. Hả? Nếu mà với cái lượt tương tác ổn định như thế này, con nghĩ không xa nữa đâu, khả năng bé Moon nhà mình có thể trở thành idol đấy mẹ ạ. Idol á? Idol là như nào? Idol có nghĩa là một cái người mà có cái lượt tương tác, cũng như là một cái người người ta quan tâm, quan này. Quan tâm, đấy. Người ta thích này. Đúng rồi. À. Mà mẹ ơi, đã trở thành idol rồi, khả năng bé Moon nhà mình
có thể kiếm được tiền nữa đấy mẹ ạ. Ôi trời ơi, thôi bé như thế chả trông mong gì kiếm được tiền, mà mẹ cũng không muốn bé Moon kiếm tiền sớm như thế. Mẹ chỉ mong rằng là con đăng những hình ảnh của bé Moon lên này, múa này, hát này, vẽ này, nhảy này, rồi ăn uống, vui chơi, rồi là biểu diễn thời trang ạ. Thế là để mọi người quan tâm, như thế là mẹ thấy là vui rồi. Mọi người quan tâm và biết đến bé Moon vừa bé tuổi này mới là bạn lại tài giỏi này, được không? Nhưng mà mẹ bảo này, như thế thì chỉ có một mình bé Moon thôi. Bây giờ hay như vậy thì có khi đăng cả ông bà, đăng cả những người thân trong gia đình của bé Moon, đúng không nào? Cả nhà mọi người đều biết, đúng không? Con thấy ý tưởng này hợp lý đấy mẹ. Đúng không? Chiều nay, ngay chiều nay mẹ con mình triển khai nhá. Nha, là triển khai ông này, rồi bà, là quần áo của ông bà này, rồi ăn uống thế nào cho nó tốt sức khỏe này, thói quen sinh hoạt ra làm sao này, giờ giấc như thế nào. Mẹ nói thế có chuẩn không? Chuẩn ạ, để con ghi vào. Xong rồi chiều nay mẹ con mình triển khai, được không mẹ? Thân nhiệt thì bình thường, mạch đập ổn định, thế tại sao lại có cái chuyện kỳ lạ như thế xảy ra nhỉ? Tại anh làm cái gì đấy? Tự nhiên anh thấy vợ xóa hết 9981 kiểu ảnh của con ở trên mạng. Thế này anh mới đang không hiểu là vợ xóa nhầm hay là có vấn đề gì. Không phải là em xóa nhầm đâu, mà là em chủ động xóa đấy. Nghĩ đến việc con của chị công ty em xảy ra chuyện, em vẫn thấy sợ anh ạ. Có việc gì thế hả vợ? Thì chị cùng công ty em là người cuồng con ở trên mạng luôn ấy. Nhất cử nhất động gì của con chị cũng đăng lên khoe, rồi để lộ thông tin lớp trường con chị ấy học. Đỉnh điểm là hôm con chị ấy đứng ở cổng trường đợi mẹ thì tự nhiên có một người lạ mặt đến nói là bạn của bố mẹ nhờ qua đón. Cũng may là có cô giáo ra kịp, thế là kẻ làm mặt đấy chạy đi luôn. Em nghĩ là chắc chắn kẻ xấu này đã theo dõi hành tung của chị ấy ở trên mạng xã hội, cho nên là mới tìm cách tiếp cận để làm việc xấu. Sợ quá anh ạ. Đấy, em thấy không, cái việc mà cứ quay con rồi đưa lên trên mạng xã hội là một việc không hề hay ho nhé. Không những là ảnh hưởng đến quyền riêng tư này, mà lại còn gây ra một số những cái việc không hay để ảnh hưởng đến cái sự an toàn của trẻ nhỏ nữa. Đấy. Thế cho nên là em mới xóa hết tất cả những gì liên quan đến con. Từ bây giờ chắc chắn là em sẽ không đăng vô tội vạ hình ảnh con lên mạng nữa đâu. Nhưng mà kể ra vợ anh mà không có gì để up lên trên mạng thì cũng buồn nhỉ. Em nghĩ rồi, từ bây giờ không up ảnh con thì em sẽ up ảnh chồng. Từ bây giờ nhá, anh sẽ phải đóng vai một người chồng quốc dân để khoe lên mạng xã hội, được không? Anh làm cái quay gì đi, đấy? Quay đi con ấp. Thôi, đăng cái gì đăng, ai đăng chồng làm khỉ, em không đăng đâu. Khỉ không phải là chồng mà, hay chứ làm sao? Quay đi.